Rồi chào các bạn ạ. Thì bây giờ mình đang đứng trên đường Trường Sa đấy các bạn này. Đây, đường Trường Sa đây. Đây là cái quán của anh bạn mình. Đây quán này đây. Đó. Buổi tối lên trên đi ngồi là rất là thoáng, rất là mát. Sau lưng của chúng ta là sân bay nước Mạng. Sân bay của Mỹ ngày xưa đó các bạn. Đứng trên đây có thể quan sát được phía dưới, nhìn rất là thoáng. Đối diện chúng ta là cái nhà này, người ta xây các bạn thấy kiến trúc mình thấy rất là đẹp các bạn. Xe vào là có thể đi lên hai con đường hai bên, nhìn bên kia thì biển rất là đẹp, rất là thoáng này. Đứng ra nhìn thoáng đẹp vô cùng. Là Vivon là 700 triệu. 700 triệu. Đó còn là chưa kể này dư viên tỷ đô. Cái vấn đề là chỗ đó. Còn đây là viên 100 triệu đô là dư rồi. 100 triệu đô. Cái đài phun nước này. Cái này là hơn rồi chứ. À, cái này 100 triệu. Cái đài phun nước này, cái dây này, nha, đập hai cửa ra này. Đúng là thế mà nên nhìn qua view bên kia rất là đẹp các bạn. Đó các bạn thấy không? Chưa hoàn thiện là càng đẹp nữa. Sau này làm đài phun nước rồi nó trang trí cây cảnh nữa. Nên có view ở đây rất là đẹp, cái nhà này rất đẹp các bạn. Không biết là trước sau mua trúng cái lô này hay thật. Ngay tâm cái nhà này luôn các bạn, rất là đẹp. Đây bên kia là Furama đó các bạn này. Furama. Rồi chỗ này thêm những cái resort cái này. Các bạn ở giữa là casino đó. Cái này cũng dự án luôn các bạn. Rất là đẹp. Đây là con đường chào thẳng vào Hậu An các bạn ạ. Những ngày còn đây khách du lịch đã đến lại Đà Nẵng rồi. Đó, các bạn nhìn là các bạn thấy khách đã đến lại thành phố Đà Nẵng rồi đó. Khách đến Hậu An thì sẽ ra Đà Nẵng. Khách đến Đà Nẵng thì vào Hậu An. Đây là một trong những cung đường đẹp của thành phố Đà Nẵng. Bên này còn máy lô nữa các bạn này. Đó. Đây các bạn thấy không? Đó. Còn máy lô nữa. À, những lô đất này ngày trước có những tờ báo đang là người Trung Quốc mua các bạn nè. Đây những cái vị trí này đây. À, sau lưng của chúng ta đây là sân bay nước Mạng. Đó. Hồi nhỏ thì mình vẫn thường hay lên đi chơi đây. Các bạn hãy tưởng tượng toàn bộ khu vực này. Nơi cánh tay mình chỉ đây á. Từ biển đi vào á, hồi trước là toàn thông như thế nào thấy các bạn này, thông như vậy. Những cái lô mặt tiền này nhìn qua bên này rất đẹp các bạn, đúng đẹp. Và bên này cũng dưới các bạn ạ, à. Đây, đó, bên này vẫn còn mấy lô nè. Có chủ hết rồi các bạn. Sân bay nước Mạng này hiện bây giờ chỉ có cho khai thác những hoạt động du lịch dành cho máy bay trực thăng thôi các bạn ạ. Hồi trước là máy bay tiêm kích rồi nó nằm chỗ này các bạn này. Bây giờ hết rồi. Sau này dừng khai thác. Đi này thì quá đẹp này. Và mình đi chơi mình thấy cảnh hay hay đẹp, mình quay cho các bạn như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ.